Tiếp nối sản phẩm trên, Asus Republic of Games ROG cũng vừa chính thức mở bán ROG Strix Scar 16 và ROG Strix Scar 18 tại thị trường Việt Nam. Với màn hình mini LED chuẩn ROG Nebula HDRN cùng cấu hình mạnh mẽ, dòng laptop này hứa hẹn sẽ mang đến cho người sử dụng những trải nghiệm mượt mà và mãn nhãn. Với công nghệ tấm nền mini LED đạt chuẩn ROG Nebula HDR, ROG Strix K18 có khả năng hiển thị đa nội dung cả giải trí, trò chơi lẫn làm việc đồ họa. Sản phẩm cũng được tích hợp ROG Nebula HDR Engine và sở hữu hơn 2.000 vùng sáng tùy chỉnh. Độ sáng tối đa lên đến 1.100 nit, mang đến những khung hình sắc nét kể cả khi sử dụng ngoài trời, giảm thiểu tối đa hiệu ứng hào quang. Đặc biệt trong lần mở bán này, Asus cũng đem về Việt Nam phiên bản ROG Strix K16 nhỏ gọn hơn với đầy đủ các thông số chất lượng không kém K18, bao gồm độ phân giải 2.5K, tần số quét 240Hz, 30ms tốc độ cao, tỷ lệ 16:10, thời lượng cho không gian hiển thị rộng rãi, độ phủ màu 100% DCI B3 chuẩn điện ảnh, mang đến trải nghiệm giải trí chân thực. Bên cạnh thiết kế cá tính nhờ hệ thống đèn LED RGB, ROG Strix K Series còn được trang bị CPU Intel Core i9-14900HX processor hiện tại cùng 24 nhân và 32 luồng xử lý, hứa hẹn có thể chạy mượt mà mọi trò chơi với kỹ xảo và đồ họa phức tạp. Ngoài ra, hệ thống tản nhiệt thông minh không chỉ giúp dòng sản phẩm này duy trì hiệu năng cao nhất trong thời gian dài nhất mà còn đảm bảo sự bền bỉ qua nhiều năm. Hiện tại, ROG Strix K16 và ROG Strix K18 đã chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam ở các đại lý chính hãng của Asus trên toàn quốc, với giá bán lẻ đề xuất lần lượt là 110 triệu đồng và 130 triệu đồng đi kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn.